Con người có đi ngàn dặm mới nhận ra đi đâu cũng không trốn được lòng mình. Năm tháng này, trước hay sau, chỉ có một mình ta có thể bước đi trên con đường của mình. Người đi cùng là duyên, dài hay ngắn là do duyên sâu hay mỏng, không có gì đáng phải phàn nàn. Người dù biết trước mặt là gió tuyết vẫn đi, không phải vì không cảm nhận được cái lạnh cắt da, mà bởi vì đường mình cần đi thì cứ đi, trong gió sương sẽ tìm thấy chốn đi về.